Xin chào mọi người, hôm nay về với kênh của Đức Maro thì mọi người đặt ra khá là nhiều vấn đề với sản phẩm là Superlight và Santong. Thì chiếc xe nào là sẽ có hiệu quả tốt hơn, bền hơn? Thì theo mình đánh giá nhé, chiếc Santong ra đời cực kỳ là lâu rồi, còn chiếc Superlight này mới gia nhập thị trường thôi đúng không ạ? Nhưng chiếc Superlight này sẽ có những cái ưu điểm hơn, và chiếc Santong cũng sẽ có những cái ưu điểm hơn chiếc Superlight. Thứ nhất là chiếc Santong Pro trước mặt mọi người đây sẽ có thương hiệu to hơn, nhiều cải tiến hơn, và sử dụng đồng bộ một sản phẩm trên chiếc xe là đến từ nhà máy Santong. Còn trên chiếc Superlight này thì họ như là một cái thương hiệu lớn, và họ sẽ đặt riêng những cái linh kiện nào đạt tiêu chuẩn của họ ra thôi, và họ lắp lên thành phẩm là một chiếc xe dành cho người già, người khuyết tật, hỗ trợ chúng ta chạy trong những cái cung đường xa và gần, sẽ tùy thuộc vào chiếc xe nhé. Ngay hôm nay thì mình sẽ đưa mọi người đến phân tích rõ ràng chi tiết nhất chiếc xe điện 3 bánh Superlight và chiếc xe điện 3 bánh Santong Pro. Chiếc bên này gọi là Light Pro rồi nhá, vì nó có phanh đĩa phía đằng trước này. Đấy. Còn cái bản phanh cơ thì chỉ có mức giá 17 triệu 9 thôi. Nhưng cái bản phanh đĩa này thì có mức giá là 18 triệu 500 nghìn, đã bao gồm miễn phí vận chuyển trên toàn quốc. Còn sang đến chiếc Santong Pro này thì có mức giá là 22 triệu 500 cơ. Thế nên là mọi người phải chú ý nhá, nó lệch nhau đến 4 triệu. Thì 4 triệu đấy nó sẽ khác nhau những cái thứ gì? Thì ngay bây giờ Đức Mario sẽ đưa mọi người đi xem chiếc Superlight nhá. Superlight bản Pro này thì sẽ có mức giá là 18 triệu 500. Thứ nhất là về giỏ xe thì mọi người có thể thấy hai cái giỏ cực kỳ là giống nhau đúng không ạ? Nhưng mà khi mà chúng ta được sờ tay vào và chạm tay vào thì chúng ta mới biết là chất liệu trên chiếc Santong Pro cực kỳ là dày và cái lớp sơn cũng cực kỳ là đẹp. Đấy. Nó sẽ khôn hơn, kể cả cái chi tiết nhựa để cho chúng ta đựng những cái đồ vật phẩm hàng hóa bên trong thì cái chiếc Santong Pro nó cũng khôn hơn một tí. Còn xuống phía dưới của chiếc xe, hai xe này đều được trang bị là bánh 300-10, lốp là lốp không xăm. Nhưng cái chiếc xe điện và bánh Light Pro này sẽ chỉ được sử dụng bản lốp đi phố thôi. Đấy. Còn sang đến chiếc Santong thì nó sẽ được sử dụng bản lốp đến từ nhà máy Santong luôn, và bản lốp đi địa hình, rất là nhiều gai tròi ra bên ngoài để cho chúng ta bám đường hơn vào những cái cung đường trời mưa, gió. Còn phần còn lại chúng ta sẽ có chắn bùn sắt sơn chống rỉ và có logo dập lồi nhà máy Santong tại chắn bùn sắt. Đấy. Còn sang chiếc Light Pro chúng ta sẽ không có cái sản phẩm logo dập lồi chi tiết ở phía bên chắn bùn. Về hệ thống phanh đĩa phía đằng trước thì mình đánh giá hai xe khá là tương đồng giống nhau, đều có hệ thống phanh đĩa ở phía đằng trước. Chúng ta có hai cái phanh đĩa khác nhau nhé. Về cái chất lượng thì mình cũng chưa test trên chiếc Light Pro, nhưng mình đã chạy thử chiếc Light Pro thì mình đánh giá cũng khá là ok. Còn trên chiếc Santong Pro thì loại khác hoàn toàn với chiếc Light Pro, là nó sẽ được trang bị 3 bánh 3 phanh đĩa. Còn trên chiếc Light Pro này chúng ta sẽ chỉ được trang bị phanh đĩa phía đằng trước thôi. Đấy. Về phía hệ thống đèn chiếu sáng trên đầu xe đi, thứ nhất là đèn xi nhan chúng đã đặt ở vị trí khác nhau hoàn toàn. Trên chiếc này sẽ được đặt giống như trên chiếc Santong Wheeler, là đặt hai cái ở dưới hai cái tay phanh. Còn trên chiếc Santong Pro đã được đặt tích hợp đèn xi nhan ở phía dưới của chiếc xe, nhìn cực kỳ là chiến hơn. Và đèn, hệ thống đèn chiếu sáng thì cùng đến chính hãng từ nhà máy Santong. Đấy, có chiếu xa, chiếu gần khi chúng ta đi ban đêm. Đấy. Nghĩa là chiếu pha, chiếu cốt đấy ạ. Đấy. Sang chiếc Light Pro này của chúng ta thì sẽ chỉ có hệ thống đèn e-bike, hay còn gọi là đèn e-bike ấy. Và trên hệ thống đèn này của chúng ta vẫn có đèn định vị ban ngày, nhưng chỉ có bật tắt sáng tối thôi, nó sẽ không có chiếu xa, chiếu gần. Sang sâu vào bên trong cái màn hình thì bên trong cái màn hình của chiếc Santong Pro này sẽ có logo của Santong ở trình giữa màn hình, và sẽ thể hiện rất rõ ràng sắc nét, gồm là km, pin và số km đã đi. Đấy. Trên chiếc Santong Pro mình thấy hệ thống an toàn cực kỳ là cao, và đều không thể nào di chuyển được khi mà chúng ta đã gài 3 bánh chết lại với nhau. Đấy. Còn sang chiếc Light Pro này thì chúng ta sẽ thấy vẫn có hai phanh gài ở phía bên phải và phía bên trái, thì chúng ta cũng gài cũng không đi được,
Nhưng hệ thống phanh cơ ở đằng sau thì chúng ta luôn luôn cần phải chỉnh. Thay vì chiếc Santon Pro họ sẽ tự động thiết chặt bởi những cái con phanh dầu xuống phía dưới rồi. Đấy. Về khung của chiếc xe này thì hai cái khung này hoàn toàn khác nhau nhá. Mọi người có thể thấy ghế trẻ con trên chiếc Lai Pro này thì lại có cái ghế cùng màu với thân xe, nên là mọi người không cần phải lo lắng vấn đề đó. Và ghế trượt ra trượt vào thì cũng khá là to bản. Đấy. Nhưng mà ghế của chiếc Lai Pro này thì không hề có một logo ký hiệu gì. Và da của chúng ta chưa được cao cấp như trên những cái chiếc Santon Pro này. Và sản phẩm Santon Pro này có logo ký hiệu bằng ảnh nhú rất rõ ràng và chi tiết ở phía bên này. Ở trong phần Lai Pro này, cái Super Lai này thì chúng ta sẽ được một cái hộp đồ đựng ở phía dưới ghế ngồi phụ này nữa. Nghĩa là chiếc Lai Pro này sẽ hơn khá là nhiều ưu thế. Thứ nhất là chúng sẽ có 3 giỏ đựng hàng, một giỏ phía trước, một giỏ đây và một giỏ dưới, một giỏ đây và một giỏ dưới gầm xe. Đây, bây giờ mình sẽ thu cái ghế này vào nhé. Đấy, thì chúng ta sẽ có hộp đồ ở phía đằng sau. Và trên chiếc Lime Pro này sẽ có một cái tính năng mở khóa thông minh hơn trên chiếc Santon Pro, đó chính là có thẻ LFC. Và cái thẻ LFC này chúng ta chỉ cần chạm vào mở lên là sẽ khởi động được chiếc xe này. Còn trên chiếc xe này thì vẫn có khóa từ và chìa khóa cơ giống như chiếc Santon Pro. Có phanh chân. Bù lại một cái đặc điểm là khi mà chúng ta sử dụng hai phanh cơ phía đằng sau và một phanh đĩa phía đằng trước thì chúng ta sẽ có phanh chân. Như trên chiếc Santon Pro kia thì sẽ không có phanh chân đâu nhá. Rồi, cái chắn bùn, đánh giá của mình về cái chắn bùn đằng sau trên chiếc Lai Pro và chiếc Santon Pro nó sẽ như thế nào? Một bên được làm bằng sắt sơn chống rỉ và có logo dập chi tiết Santon đoàng hoàng ở mặt trước và mặt sau. Đấy. Còn một bên chúng ta sẽ được sử dụng phần nhựa. Nhựa này thì khá là cứng, mình đứng lên thì nó cũng không gãy. Đây. Đấy. Nhưng mà cái nhựa này thì nó mình theo mình đánh giá là đi một vài năm thì chúng ta cần phải thay thế. Vì cái chế độ nhựa chạy nó sẽ bị dơ theo thời gian. Còn trên chiếc chắn bùn sắt chắc chắn rồi, nó phải bền hơn đúng không ạ? Rồi, bây giờ về vấn đề hộp hai chiếc xe này, hộp đựng đồ phía đằng sau hai chiếc xe này cũng khá là giống nhau đấy ạ. Thứ nhất, hộp trên chiếc Lai Pro này mở lên cực kỳ là to bản. Chiếc Santon cũng vậy, nhưng mà những cái chi tiết ốc bắt bên trong ấy, hai chiếc này thì mình thấy chiếc Santon nó sẽ khôn hơn một tí, là có ốc lục giác rất sáng ở trong cốp xe. Về phần bánh xe đằng sau thì chúng ta vẫn được sử dụng là bánh 300/10, nhưng trên chiếc Santon sẽ được sử dụng là lốp địa hình. Còn trên chiếc Lai Pro này của chúng ta sẽ chỉ được sử dụng là lốp đi phố thôi. Về động cơ đằng sau thì trên chiếc Santon Pro chúng ta sẽ được sử dụng động cơ là 500W, công suất tối đa lên đến 1200W. Còn trên chiếc Super Lai này sẽ được sử dụng động cơ lên đến 1000W và có ký hiệu logo 1000W ở đằng sau này. Có khởi động làm mát bằng quạt gió thôi. Và nếu mà khởi động làm mát bằng quạt gió thì nó sẽ không tốt như giống như trên chiếc Santon Pro, động cơ khép kín, chống được nước đúng không ạ? Đấy. Và có một số chi tiết nữa thì mình sẽ đưa mọi người đi trải nghiệm thực tế trên hai chiếc này, nó sẽ có đặc điểm gì khác nhau, nổi trội hơn trên những cái cung đường leo vỉa hè hay là xuống vỉa hè nhá. Ngay bây giờ đi cùng Đức Maro. Đấy. Ga đầu tiên thì mình thấy chiếc Santon Pro cực kỳ là êm ái. Và kể cả lên dốc này, khi mà mọi người để số chậm nhất này, lên những cái con dốc này, ví dụ là dốc mà ngang này, lên cực kỳ là tốt và ổn thỏa. Kể cả lùi luôn. Cầu V-Side của chiếc Santon Pro thì nó thuộc hệ thống đẳng cấp nhất trong dòng xe điện 3 bánh tại Việt Nam rồi đấy. Bây giờ mình sẽ đi nghiêng một bánh này. Đấy, một bánh ở trên vỉa hè và một bánh ở phía dưới lòng đường nhá. Mọi người có thể thấy không? Đấy. Rồi. Đấy. 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 Cầu V-Side hoạt động cực kỳ là tốt và cực kỳ là êm ái. Mình thấy chiếc Santon Pro này cũng không phải là tự nhiên nó đắt hơn những cái chiếc xe khác thông thường trên thị trường đến 4 đến 5 triệu được thế đâu ạ. Còn bây giờ mình sẽ trải nghiệm cái chiếc Lai Pro này đi. Lai Pro này thì có nhiều đồ công nghệ hơn. Thứ nhất là thẻ LFC đúng không? Đấy. Bây giờ mình sẽ trải nghiệm chiếc xe này. Khi mà đặt lên số 1 nhá, khi mà đặt lên số 1 này, mà để lên dốc này,
Đấy, chiếc Lite Pro lên cũng rất là hiệu quả, động cơ êm ái, mượt, không giật. Đấy. Và bây giờ chúng ta sẽ có thể đi được trạng thái ở trên vỉa hè không? Thì ngay bây giờ Đức Maro sẽ đưa mọi người đi xem. Đấy. Một bánh ở trên vỉa hè và một bánh ở dưới lòng đất, đi cực kỳ là thoải mái. Ôi. Đấy. Và có một đặc điểm nữa là trên chiếc xe Lite Pro này chúng ta sẽ đạt vận tốc lên đến 60 km/h, còn trên chiếc Santong Pro kia sẽ chỉ được đâu đó từ 35 đến 40 km/h thôi. Và theo mọi người thì với mức giá 18 triệu 500 và 22 triệu 500 thì mọi người sẽ lựa chọn chiếc xe nào bởi Đức Maro? Và giá cả đấy thì đều đã được phân phối vận chuyển về đến tận nhà cho mọi người nhé. Giờ thì cũng phải xin chào, hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video lần sau của Đức Maro.